Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,75%, giao dịch ở mức 1.925,3 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.909,62 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.934,76 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,86%, giao dịch ở mức 102,28 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 30.300 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục trong xuống tăng với tỷ lệ tăng mạnh là 0,69%, giao dịch ở mức 4,073% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 2,66%, giao dịch ở mức 73,71 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Với việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 209.000 trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6%, Bộ Lao động Mỹ đã công bố trong phiên ngày hôm qua theo giờ Việt Nam. Cụ thể, báo cáo thực tế đã thấp hơn so với ước tính của Dow Jones về mức tăng trưởng 240.000 và mức thất nghiệp ở mức 3,6%. Dữ liệu này đã đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với tổng số là 306.000 công việc đã được điều chỉnh giảm của tháng 5. Và là tháng tạo ra ít việc làm nhất kể từ khi mà việc tuyển dụng giảm 268.000 vào tháng 12 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm. Thị trường đã di chuyển xuống thấp hơn sau khi mà công bố báo cáo việc làm với các hợp đồng tương lai gắn liền với các chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm gần 90 điểm, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn cao hơn một chút. Thị trường tiền tệ cũng phản ứng tốt với báo cáo khi mà Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 30.300 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Còn với thị trường vàng tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,75%, giao dịch ở mức 1.925,3 đô la Mỹ trên một ounce. Trong phiên có thời điểm giá vàng đã vọt lên 1.934,76 đô la Mỹ trên ounce. Theo nghiên cứu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới hay còn gọi là VKFGC cho rằng các nhà đầu tư không nên từ bỏ vàng vì hiệu suất bất đối xứng của kim loại quý sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá trong nửa cuối năm. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của VKFGC, ông John Carlos Artiga nhận định, vàng sẽ nắm bắt được xu hướng tăng giá nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Trong đánh giá nửa năm của các nhà phân tích tại VKFGC cho biết, họ kỳ vọng vàng sẽ tương đối ổn định ở mức giá hiện tại cho đến cuối năm. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, hiện tại thì các thị trường nhận thấy giá vàng sẽ giảm nhẹ vào cuối năm và đến năm 2024. Nhưng mặc dù lo ngại về suy thoái kinh tế đang được đồn đoán nhiều hơn, kim loại quý vẫn chưa được định giá hoàn toàn ngoài thị trường. Rủi ro này là lý do tại sao các nhà đầu tư nên tiếp tục phân bổ tiền cho kim loại quý. Bất chấp đợt bán tháo gần đây, ông Artiga cũng tin tưởng rằng vàng đã vượt trội so với trái phiếu và tiền mặt trong năm nay. VKFGC lưu ý trong nửa đầu năm, giá vàng đã tăng 5,4%. Điều này xảy ra khi mà S&P 500 đã tăng 14% từ đầu năm đến nay. VKFGC cho biết trong báo cáo, vàng không chỉ đóng góp phần lợi nhuận tích cực cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư mà còn giúp giảm bớt sự biến động trong suốt nửa đầu năm, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC trong nước đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua điều chỉnh tăng nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh, còn với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty này thì mua vào mức 55,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 56,10 triệu đồng trên lượng. Tạm thời thì cũng chưa có điều chỉnh sau khi mà tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay tạm thời thì chưa có điều chỉnh sau khi mà tăng 5 đồng trên một đô la Mỹ trong phiên hôm qua. Hiện tại đang được niêm yết ở mức 23.833 đồng trên một đô la Mỹ.
Với giá đô la Mỹ ở các hàng thương mại thì sau khi điều chỉnh giảm mạnh tới 90 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra thì hiện tại tạm thời chưa có điều chỉnh. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 23.670 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.750 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 50 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.650.000, bán ra 6.703.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.640.000, bán ra 6.680.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng chưa có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Sau khi điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng hay là tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ trong phiên cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh về giá. Và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận đồ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.510.000, bán ra 5.610.000. Nhận đồ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.510.000, bán ra 5.620.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.500.000, bán ra 5.570.000. Vàng 24K mua vào 5.394,9 nghìn, bán ra 5.514,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.992,9 nghìn, bán ra 4.192,9 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.062,6 nghìn, bán ra 3.262,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.137,9 nghìn, bán ra 2.337,9 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.